Xin chào các em. Chúng ta sang cái phần liên quan đến đề minh họa năm 2020 sau khi mà bộ minh họa cho chúng ta về nội dung để chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta ôn. Thầy nói luôn là bộ năm nào cũng ra đề minh họa. Thế thì cái đề minh họa của chúng ta ấy, thì năm nay nó khác với mọi năm. Năm nay các bạn nghỉ Covid nhiều, do đó là cái đề này thầy nhận xét rằng nó nhẹ hơn rất là nhiều. Phần chủ yếu là phần bài khó là hữu cơ este đó thế còn bài uh, vô cơ khó thì gần như là chỉ có bài điện phân gần như là không có bài nào nữa cả do đó là chúng ta sẽ tập trung ôn để làm sao chúng ta đúng form đề của bộ à, cái form đề nó sẽ giữ nguyên về cấu trúc thi nhưng mà độ khó và, và số bài của nó nó sẽ khác vì thế là các em xem là chúng ta người ta bỏ phần nào Đấy. tới đây thầy sẽ thống kê cho các bạn phần nào người ta giảm tải thế còn cái phần mà người, người ta ghi là tự ôn thì vẫn thi bình thường nhé chỉ có phần đó là phần mà người ta gọi là giảm tải bỏ đi thì chúng ta không thi thôi cái bài bài này là bài thầy mô tả lại cái kiến thức của lớp 11 ờ, thầy chọn cái bài 73 vì các em lâu lắm rồi chúng ta không động đến kiến thức lớp 1 rồi đó các em quên mất và phần này cũng tiện thể dành cho các bạn khóa 2003 luôn các bạn xem luôn và chúng ta giúp kinh nghiệm ở bài toán này là bài toán rất quen thuộc bài toán này chỉ là thời gian phản xạ nhanh hay chậm mà thôi À, vấn đề là các bạn nào đó mà thấy nó nhìn nó như ma trận ấy thì tốt nhất là các bạn bỏ đi các bạn không phải xạ đổi bài tập đâu nếu những bài toán này mà các em không xử lý được ngắn gọn đó thì các em tin rằng là cái bài tập này các em bỏ hết với những bài bạn mà đòi hỏi cao hơn cao hơn điểm 8 tám 8 cộng đó thì các bạn xử lý bài này thầy nói luôn là các bạn chỉ trong vòng nhỏ hơn 3 phút đó thế thì mới được vì là quen thuộc rồi chỉ là rèn luyện nó mà thôi thì bài toán này thầy có như sau. Thứ nhất là C4H4 chính là công thức của vinyl acetylene. CH2 chính là acetylene và hydro. Hỗn hợp này thầy có là amon tổng. Hỗn hợp này được thực hiện phản ứng cộng hydro thì kết quả thầy thu được các sản phẩm tương ứng. Y của thầy gồm ở đây các hydrocarbon. Lý do vì sao thầy lại khẳng định rằng là chỉ gồm các hydrocarbon. Cái đắt giá nhất của bài này là từ cuối cùng đó là phản ứng xảy ra hoàn toàn phản ứng cháy hoàn toàn thì chắc chắn rằng hiro phải hết đó thì lý do vì sao thầy biết hiro hết là bởi vì dựa vào phản ứng cháy y của thầy cháy số mol bon co2 lớn hơn số mol bon nước như vậy kết quả là trong hỗn hợp này của thầy ngoài ankan ra nó còn có các anken ankin vân vân tức là những hydrobon khác không no thì co2 mới lớn hơn nước được đó đó là điều quan trọng nhất và người ta cho phản ứng hoàn toàn hero phải hết Thế nếu hero mà dư ý, thì hỗn hợp trong này chỉ có Ancan thôi và hero Thì khi đốt lên nghiễm nhiên thì có là CO2 phải nhỏ hơn nước Đó nhưng ở đây lại CO2 lớn hơn nước Vậy các em kết luận được hero hết Và có một cái câu quen thuộc là hỗn hợp gồm các hydrocarbon Là các em đã nghĩ ngay đến thầy bảo toàn của carbon rồi Đây là dấu hiệu đầu tiên Dấu hiệu thứ hai đắt giá nữa của bài này là các em nhìn hai chất hydrocarbon này nó có chung một điểm là quan hệ về số mol của C và H. Em thấy C với H bằng nhau về số mol này. Đó, nếu chúng ta mở khóa được hai cái từ khóa này, phản ứng hoàn toàn này, chứng minh được Y này và thứ hai nữa là quan hệ mol giữa C và H ở hai chất đầu tiên này, thì bài tập này đơn giản rồi, xong rồi. Đó. Thế thầy hướng dẫn như vậy thì các bạn có thể xử lý ngon rồi. Tiếp theo là thầy mô tả về nội dung số liệu trên sơ đồ này. Đầu tiên là thầy xử lý Y trước. Y của thầy đã biết m trung bình bằng 41. Thầy dùng bảo toàn khối lượng, thầy tìm được m của hỗn hợp Y sẽ bằng 4,1 gam. Đó chính bằng mc cộng với mh đó, cấu tạo bởi mc và h, thầy dùng bảo toàn khối lượng. Từ khối lượng 4,1 gam, m trung bình bằng 41, thầy tìm được số mol của nó là 0,1 mol. Số mol của thầy là 0,1 mol thì kết quả thầy dùng bảo toàn carbon bởi vì hỗn hợp Y gồm các hydrocarbon thì kết quả thầy tìm ra được C4H4 và C2H2 tổng sẽ là 0,1 mol. Để tìm được A tổng thì thầy phải tìm được hydro ở đây nữa. Thế để tìm hydro đây thì đơn giản rồi. Số liệu cho hết là dạng mol. Thầy bảo toàn nguyên tố hydro. Hydro của thầy ở đây tổng là 0,5 mol. 0,5. Nó chui vào đây. À chui vào bao nhiêu mol? À các em hình dung là số C bằng với số H, vậy số C là 0,3 mol thì số H chui vào đây cũng là 0,3 mol. Như vậy thầy lấy 0,5 trừ 0,3. Đây, trừ 0,3 chia 2. Đó. 0,3 chia 2 tại sao 0.3 chia 2? Bởi vì là hiro nguyên tử của thầy là 0,3 mol thì H2 của thầy phải chia 2. Đó. 0,25, lẽ ra lấy 0,25 nhân 2 trừ 0,3 tất cả chia 2 thì kết quả tìm ra đều là 0,1. 1 như vậy kết quả là thầy có là hero 0.1 thì cộng hai giá trị vào 0.1 ở đây, cộng 0.1 ở dưới. Vậy A thì tìm được là 0.2 mol. Và đáp án thầy chọn là đáp án A.